tử vi tuổi Tân Tỵ nữ mạng năm 2022 cho biết, năm Nhâm Dần là một năm tương đối thuận lợi đối với nữ mạng Tân Tỵ. Mọi việc thuận lợi hanh thông, công việc làm ăn cũng như học hành gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, cần chú ý tới sức khỏe, dễ mắc các bệnh liên quan tới mắt và khí huyết lưu thông không được tốt. Xem tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Vào năm Nhâm Dần 2022, nữ mạng dự báo năm nay là một năm khá may mắn đối với tuổi Tân Tỵ nữ mạng. Được sao Thái Âm chiếu mệnh, trở về gặp nhiều điều tốt lành, làm ăn sinh nhiều tài lộc, mọi việc đều được như ý muốn, hành thông. Tân Tỵ sinh năm 2001, nữ mạng vào năm Nhâm Dần 2022. Tân Tỵ sinh từ ngày 24 tháng 1 năm 2001 đến ngày 11 tháng 2 năm 2002. Tân Tỵ năm nay 21 tuổi. Mệnh kim, cung đòi, cầm tinh, đông tà chi xà, tức rắn ngủ đông, sao hạn, sao thái âm, hạn tam kheo. Tổng quan về tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2022, nữ mạng. Đặc điểm chung: quý nữ tuổi Tân Tỵ là người thông minh, nhanh nhẹn, có nhiều đam mê nhưng cả thèm chóng chán. Do đó cuộc sống có nhiều sự thay đổi, phù hợp với những công việc sáng tạo hơn là các ngành nghề liên quan đến chuyên môn. Cuộc sống của quý nữ không thuận lợi, công danh, tình cảm không được bình yên, phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Theo vận mệnh tuổi Tân Tỵ năm 2022, nữ mạng, quý nữ sanh vào ban ngày mùa hạ thì lỗi số, cuộc sống vất vả, lận đận, tình duyên không trọn. Còn nếu sanh vào ban đêm mùa thu thì cuộc đời sung sướng an nhàn, không phải lo lắng nhiều. Nếu quý nữ nghịch sanh thì cũng đừng ham muốn nhiều, kẻo rồi phải bỏ đây bắt đó. Phải luôn luôn giữ tâm lành, ý thiện trong công việc làm ăn thì cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, sự nghiệp thăng tiến, gia đình êm đềm hạnh phúc. Còn ngược lại, nếu thuận sinh có chồng giàu sang nhưng có nhiều ham muốn, chỉ nghĩ lợi cái trước mắt mà hại người khác thì cũng mau tán gia bại sản. Khái quát tử vi tuổi Tân Tỵ nữ mạng năm 2022. Đối với quý nữ sinh năm 2001, trong năm 2022 này là một năm khá tốt, mọi việc hanh thông, có sự mở mang thêm công việc làm ăn cũng như kiến thức học hành, có tin vui về tình cảm đưa tới. Ra ngoài gặp được quý nhân giúp đỡ, tiền bạc hanh thông, tuy nhiên sức khỏe phải chú ý liên quan tới mắt và khí huyết không được tốt. Xem tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2022 nữ mạng qua các phương diện. 1. Luận về phương diện tài lộc. Theo tử vi tuổi Tân Tỵ trong năm 2022 nữ mạng, xét thấy tài lộc của quý em tuổi Tân Tỵ năm nay có chiều hướng phát triển tốt, tiền bạc hanh thông, tài lộc rủng rỉnh, dồi dào, không cần phải lo lắng. Nếu quý em có ý định đầu tư làm ăn kinh doanh thì năm nay ắt sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, làm ăn kinh doanh phát đạt, làm một lãi 10. 2. Luận về phương diện sức khỏe. Năm nay sức khỏe của quý em Tân Tỵ có phần yếu kém, dễ ốm đau bệnh tật, cần đặc biệt lưu ý tới các bệnh liên quan về mắt. Do đó tuổi Tân Tỵ nữ mạng trong năm nay nên chú ý tới sức khỏe của mình. Nếu chẳng may thấy cơ thể bất thường thì nên đi thăm khám bác sĩ ngay để được thời chữa trị, không thì sẽ rất lâu mới khỏi bệnh, thậm chí còn để lại những di chứng sau này. 3. Luận về phương diện công việc. Công việc làm ăn của tuổi Tân Tỵ nữ mạng năm nay khá tốt, làm ăn sinh nhiều tài lộc, tiền bạc dư giả, sự nghiệp có sự mở rộng thêm về quy mô làm ăn. Bên cạnh đó, nữ mạng Tân Tỵ có vận số khá tốt, gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên dù có gặp may mắn
hay bất lợi thì cũng được hóa giải một cách êm đẹp, nhận được nhiều tin tốt lành và hành thông. 4. Luận về phương diện tình duyên. Tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2022, nữ mạng dự báo về vận mệnh của quý em tuổi Tân Tỵ trên phương diện tình cảm trong năm này có phần tốt. Chuyện tình cảm đưa tới trong năm, sẽ có người yêu trong năm 2022 nếu còn độc thân. Tuy nhiên, chuyện tình cảm cũng gặp nhiều chuyện không vui, phải lo lắng và suy nghĩ nhiều. 5. Luận về phương diện xuất hành. Về phương diện ngoại giao xuất hành của tuổi Tân Tỵ trong năm 2022 khá tốt. Ra ngoài làm ăn thì gặp nhiều chuyện vui, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, kết giao được nhiều bạn bè tốt. Xem vận hạn tuổi Tân Tỵ năm 2022, nữ mạng theo thiên can địa chi. Thiên can Tân Kim gặp năm Nhâm Thủy là sinh xuất, một năm chủ về tài chính có biến động lớn, dễ là xuất tiền để đầu tư hay mở mang thêm công việc để làm ăn. 2. Địa chi. Địa chi tuổi Tỵ gặp năm Nhâm lục hình. 6. Năm nay cần chú trọng tới lời ăn tiếng nói, đề phòng thị phi đưa tới. Ngoài ra không nên hùng hạp vốn làm ăn, chủ về bất lợi. Ra ngoài chú ý phải bảo quản tài sản, đề phòng có tai nạn xe cộ không may xảy đến. Ra ngoài chú ý gia đạo gặp nhiều chuyện buồn phiền đưa tới trong năm. Luận về tứ trụ. Tứ trụ có thiên sinh, địa lợi. Trong năm nay, cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, ra ngoài gặp nhiều chuyện vui, may mắn đưa tới. Có quý nhân giúp đỡ, mọi việc hành thông thuận lợi, gia đạo im ấm, có tin vui đưa tới trong năm, chủ về thêm người. Xem tử vi tuổi Tân Tỵ nữ mạng năm 2022 theo ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh mạng kim gặp năm kim là tương trợ tốt, một năm làm công việc không có nhiều biến động, được quý nhân phù trợ giúp đỡ cho công việc nên mọi khó khăn đều được hóa giải một cách êm đẹp. Luận về ngũ hành cung phi. Tân Tỵ năm 2022, nữ mạng cho thấy cung phi tuổi Đoài Kim gặp năm 2022 khôn thổ tương sinh, mọi việc thuận lợi. Làm ăn thu về nhiều lợi nhuận, công việc hanh thông, có quý nhân phù trợ nên mọi việc càng thêm may mắn. Xem tử vi tuổi Tân Tỵ nữ mạng năm 2022 về sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh 2 tháng ấy mới lành bản thân. Trong năm 2022, nữ mạng Tân Tỵ gặp sao Thái Âm chiếu mệnh là sao tốt cho nữ giới, lại thêm nhiều niềm vui vẻ, làm ăn thuận lợi, tiền bạc hanh thông trong năm này. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý tới tháng 11 trong năm. Đây là tháng xấu đối với nữ giới, ốm đau, bệnh tật, khó qua khỏi. Xem tử vi tuổi Tân Tỵ nữ mạng năm 2022 về vận hạn. Hạn tam kheo tức tiểu hạn. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng cũng sao giải hạn thoát phòng tai ương. Trong năm nay quý cô cần lưu ý đề phòng xây xác tay chân, chú ý đi lại xe cộ cẩn thận. Ngoài ra lưu ý tới sức khỏe khi gặp hạn tam kheo, đề phòng các bệnh liên quan tới chứng mỏi mắt, phong thấp và bệnh xương khớp. Hạn theo tuổi. Năm nay năm 2022, quý em tuổi Tân Tỵ không phạm tam tai, hoàng ốc và kim lâu. Xem tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2022 nữ mạng về vận niên. Vận niên Thỏ Lộng Nguyệt tức Thỏ dẫn trăng tốt. Vận niên này mặc dù tốt nhưng lại không phù hợp với quý em bởi đang còn trẻ, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nữ mạng năm 2022 Tân Tỵ còn dự đoán cuộc sống phần nhiều còn phải phụ thuộc vào bố mẹ, chưa có kinh nghiệm,
nên chưa phù hợp để xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng không nên lãng phí thời gian một cách vô ích. Thay vào đó, hãy làm một việc khác như học hỏi kiến thức hoặc đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Lá số tử vi tuổi Tân Tỵ nữ mạng, sinh năm 2001 vào năm Nhâm Dần 2022 như sau. Tại cung tiểu vận có các sao: Hồng Loan, Phục Binh, Trực Phù, Quả Tú, Mộc Dục. Năm nay trong nhà có tin vui đưa tới như thêm người hoặc có hỷ tính cưới sinh. Tuy nhiên tình cảm gia đạo không được tốt, trong nhà thiếu đi hòa khí. Trong nhà cho thấy công việc làm ăn của tuổi Tân Tỵ nữ mạng trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn do có kẻ đứng sau lưng phá hoại. Cung xung chiếu có các sao: Quốc Ấn, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Tử Phù, Tử. Bộ sau này chủ về ra ngoài thì gặp nhiều chuyện vui, may mắn. Tại cung nhị hợp có các sao: Kình Dương, Điếu Khách, Quan Đới. Bộ sau này chủ về sức khỏe yếu kém, dễ bị đau ốm. Ngoài ra chú ý trong nhà có chuyện buồn đưa tới trong năm nay. Tại cung tam hợp có các sao: Thiếu Âm, Thiên Việt, Cô Thần, Phi Liêm, Tuần, Tuyệt, Thiên Trù, Long Đức, Thanh Long, Phá Tối, Suy. Bộ sau này gặp nhiều bất lợi do có kẻ ghen ghét phá hoại gây cản trở, ngán đường tới công việc của quý em. Tiền bạc gặp nhiều khó khăn, có sự chi tiêu nhiều trong năm nay. Kết luận: Theo tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2022 nữ mạng, năm nay là một năm khá tốt, công việc làm ăn cũng như học tập thì đều được tốt như mong đợi. Tiền bạc hanh thông, làm ăn sinh nhiều tài lộc, ra ngoài thì được quý nhân phù trợ giúp đỡ cho nên mọi khó khăn đều được hóa giải. Nhưng có phần về sức khỏe trong năm nay có phần yếu kém, dễ ốm đau, đặc biệt là các bệnh liên quan tới mắt và chứng mất ngủ. Xem tử vi nữ mạng Tân Tỵ năm 2022 theo các tháng trong năm. Vào mùa xuân, tháng 1 âm lịch, đầu xuân năm mới, quý em có thời gian quây quần vui xuân bên gia đình cùng bạn bè và người thân. Ngoài ra trong nhà có tin vui đưa tới trong tháng có thể là thêm người hoặc hỷ tính cưới sinh. Tháng 2 âm lịch, tháng này xét thấy sức khỏe không được tốt, chú ý tới các bệnh liên quan về mắt như đau mắt, cận thị hoặc loạn thị. Tháng 3, trong tháng này quý em tuổi Tân Tỵ được quý nhân phù trợ, công việc học tập cũng như làm ăn đều thuận lợi. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại không được tốt, gặp nhiều chuyện không vui, phải lo lắng muộn phiền nhiều. Vào mùa hạ, tháng 4, mọi việc trong tháng này của quý em diễn ra bình thường, không có gì nổi trội. Tuy nhiên, ra ngoài cần chú ý cẩn trọng, dễ gặp phải cửa quan pháp lý. Tháng 5, bước sang tháng 5 âm lịch, chuyện tình cảm của quý em có phần khởi sắc hơn so với các tháng trước. Tình cảm có nhiều biến chuyển tốt, được người may mối cho giới thiệu những tình cảm tốt đẹp. Tháng 6 âm lịch, trong tháng 6 này quý em có sự thay đổi về chỗ ở hoặc công việc, có sự đi lại di chuyển nhiều. Vào mùa thu, tháng 7, nhiều kế hoạch mục tiêu đề ra không đạt được do có kẻ tiểu nhân đứng sau lưng phá hoại gây cản trở tới công việc làm ăn của tuổi Tân Tỵ nữ mạng. Tháng 8 âm lịch, trong tháng 8 âm lịch này mọi việc diễn ra bình thường, sức khỏe tốt, đau ốm bệnh tật thì gặp được thầy được thuốc, mau chóng được chữa khỏi. Tháng 9 âm lịch, một tháng khá may mắn đối với nữ mạng Tân Tỵ. Tháng này có lộc về tiền bạc, ra ngoài thì kết giao với nhiều bạn bè, gặp nhiều chuyện vui, may mắn. Vào mùa đông, tháng 10, bước sang tháng 10 âm lịch năm 2022, vận khí của tuổi nữ mạng Tân Tỵ có phần giảm sút,
Công việc làm ăn gặp nhiều muộn phiền, gia đạo có chuyện không vui đưa tới trong tháng, có thể là người già đau ốm hoặc có tang sự. Tháng 11. Tháng này mọi việc đều không được thuận lợi, công việc gặp nhiều khó khăn, tiền bạc hao tán, sức khỏe yếu kém. Tháng 12. Tháng cuối cùng của năm 2022, đối với tuổi Tân Tỵ, nữ mạng có sự tiêu pha nhiều về tiền bạc. Ra ngoài cần chú ý cẩn trọng lời ăn tiếng nói, đề phòng thị phi, nói xấu sau lưng. Kết luận: trong năm 2022, nữ mạng Tân Tỵ cần chú ý các tháng 6 trong năm là tháng 2 và tháng 10 âm lịch. Theo đó là sẽ có 2 tháng tốt để tiến hành những công việc quan trọng, đó là tháng 1 và tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2022, nữ mạng theo tháng sinh. Vào mùa xuân, tháng 1, quý em sinh vào đầu mùa xuân, có công việc thay đổi, có phần mở rộng về quy mô làm ăn trong năm 2022. Ra ngoài thì gặp được quý nhân phù trợ nên mọi khó khăn đều được hóa giải tốt đẹp. Tháng 2. Quý em sinh vào tháng 2 trong năm 2001 thì công việc làm ăn có nhiều biến đổi tích cực, có sự mở mang về quy mô hoặc công việc có sự đầu tư hùng hạp làm ăn với người khác. Ra ngoài thì gặp nhiều may mắn, kết giao với nhiều bạn bè, có quý nhân phù trợ. Tháng 3, một tháng tương đối thuận lợi đối với quý em sinh vào tháng này là năm 2022 tương đối tốt cho công việc làm ăn, có sự mở mang, ra ngoài thì được quý nhân phù trợ nên mọi việc đều thuận lợi, hành thông. Vào mùa hạ tháng 4, công việc làm ăn của quý em trong năm nay có nhiều sự thay đổi nhưng lại không được may mắn cho lắm, sức khỏe yếu kém, dễ mắc các bệnh liên quan tới mắt, tình cảm không được như mong đợi. Tháng 5, đối với nữ mạng Tân Tỵ sanh vào tháng 5 âm lịch, trong năm 2022 không được tốt, thường gặp phải chuyện muộn phiền về tình cảm. Công việc làm ăn không được ổn định, có nhiều sự thay đổi, sức khỏe không được tốt, dễ bị đau ốm. Tháng 6, sinh vào tháng 6 âm lịch trong năm 2022 thì không mấy thuận lợi cho quý em sinh vào tháng 6 này. Mọi việc từ công việc làm ăn đến tình cảm không được như ý muốn. Ngoài ra, chú ý tới sức khỏe, đề phòng các bệnh liên quan tới mắt. Vào mùa thu, tháng 7, quý em sinh vào tháng 7 thuộc mùa thu, sức khỏe của quý em năm nay không được tốt, tình cảm lận đận, tiền bạc có sự hao tán nhiều. Tháng 8, năm nay là một năm không được tốt đối với quý em tuổi Tân Tỵ sinh vào tháng 8 âm lịch. Sức khỏe yếu kém, dễ bị ốm đau bệnh tật, tình cảm có nhiều chuyện không vui đưa tới. Ngoài ra, còn cho biết tiền bạc có sự tiêu pha cho mua sắm nhiều đồ dùng trong nhà và cuộc sống. Tháng 9, một năm không được thuận lợi đối với quý em sanh vào tháng 9 âm lịch. Mọi việc từ công việc làm ăn, tiền bạc, tình cảm đều không được như mong muốn. Lưu ý sức khỏe, đề phòng ốm đau, bệnh tật khó chữa khỏi trong năm 2022 này. Vào mùa đông, tháng 10, quý em sanh vào đầu mùa đông thì trong năm nay có nhiều chuyện vui đưa tới. Gia đạo êm ấm, có chuyện vui trong gia đình, có thể là thêm thành viên hay hội thị tính cưới sinh. Công việc làm ăn thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Tháng 11, xem tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2022, nữ mạng cho thấy sức khỏe của quý em trong năm này có phần suy yếu, cần chú ý các bệnh liên quan tới đường huyết và máu lưu thông kém. Tuy nhiên, công việc làm ăn của quý em trong năm nay khá tốt, làm ăn thu về lợi nhuận, tiền bạc dư dả. Tháng 12, đối với quý em sinh vào cuối mùa đông thì năm nay tương đối may mắn, công việc làm ăn thuận lợi, tiền bạc dư dả, gia đạo có tin vui đưa tới trong năm, nhưng cần lưu ý tới sức khỏe, đề phòng các bệnh liên quan tới khí huyết và máu lưu thông kém. Tổng kết:
Tử vi tuổi Tân Tỵ nữ mạng sinh năm 2001, trong năm 2022 này là một năm khá tốt đối với quý nữ Tân Tỵ. Công việc làm ăn cũng như chuyện tình cảm gặp nhiều thuận lợi, tuy nhiên còn chú ý tới sức khỏe cẩn thận, đề phòng các bệnh về mắt và đường huyết. Ngoài ra, để công việc thêm phần thuận lợi, hanh thông thì quý nữ tuổi Tân Tỵ nên kết hợp làm ăn với các tuổi sinh năm 1999 và tuổi sinh năm 1997 để công việc trong năm 2022 được thuận lợi, hanh thông, thu về nhiều tài lộc.